Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BB Bắp Bắp. Ngày hôm nay sẽ lại là hai câu chuyện ma nữ mà Bắp mang đến với các bạn. Câu chuyện đầu tiên có tựa đề là Ngày đầu tiên đi học. Ngày đầu tiên đi học em có sách đến trường, mẹ vừa đi vừa khóc. Em vừa đi vừa khóc. Đây là một câu chuyện mặc dù tựa đề là ngày đầu tiên đi học nhưng không phải là ngày đầu tiên đi học. Ngày đầu tiên đi học khi mà mới chuyển trường đó các bạn, nó một hồi rối não luôn. Để tiện việc kể chuyện thì Bắp sẽ đặt tên cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tên là Tom nha. Tom phải chuyển trường tới một nơi ở mới bởi vì ba của Tom là thay đổi công việc và phải bán cái ngôi nhà cũ đi, chuyển tất cả mọi thứ đến một cái thị trấn khác để ở. Khi mà di chuyển như vậy, dĩ nhiên là Tom cũng phải chuyển trường. Một cái nơi rất là mới mẻ mà lúc đó là Tom mới có 14 tuổi thôi. 14 tuổi là lớp mấy ta? Hình như là lớp 7 ha. Tom phải chuyển tới một cái trường cấp 2 mới và cái việc mà Tom lo lắng nhất là làm quen với bạn bè mới. Cái hôm á mà Tom phải nói là lo lắng cực độ luôn là cái ngày đầu tiên đi học ở trường học mới. Cuối cùng thì ngày đó cũng phải đến. Tom phải đi học và đi học một mình. Tom đi xe bus đi lên trường, sau đó là đi vào trường học. Và ngày đầu tiên đi học không biết cái gì ở trong trường hết các bạn. Trường nó rất là lạ lẫm luôn. Tom phải coi là mình học cái lớp nào. Tại vì ở Mỹ thì học sinh sẽ có phụ trách tìm cái lớp đó để học. Ví dụ như cái thầy cô đó dạy toán là ở trong cái lớp đó, là cứ tới lần chuyển giờ là học sinh ùa ra bên ngoài đi tới lớp toán, xong rồi chuyển giờ là ùa ra đi tới cái lớp kế tiếp là lớp mỹ thuật hoặc là lớp hóa học, là đi đúng cái lớp đó, là thầy cô chỉ ở trong lớp đó nguyên ngày thôi, không có di chuyển. Ngược lại ở bên Việt Nam của mình là thầy cô di chuyển tới lớp ha và thay đổi giờ để dạy, nhưng mà bên Mỹ thì ngược lại. Vì vậy cho nên học sinh á, nếu như mà mới vào trường là nước là cái không biết đường đi là rất khó tìm lớp. Mà cái hôm đó ngày đầu tiên đi học ở cái trường mới luôn thì Tom nhận được một cái lớp là lớp toán khủng khiếp các bạn, bởi vì Tom rất là không thích học toán, nhưng mà cái hôm đó là hôm học lớp toán và nhận được một cái phòng. Trong cái tờ giấy ghi á là cái lớp toán ở phòng 104. Bữa đó Tom đi vào trong trường thì khi mà chuông vang lên một cái là tất cả học sinh ở trong đó rất là quen thuộc, là lớp nào là nhắm mắt cũng đi tới được. Và chuông vang một cái là mọi người ùa nhau đi tới những cái lớp mà họ cần tới. Người đi tới lớp toán, người đi tới lớp hóa, người đi tới lớp vật lý. Trong nháy mắt khoảng chừng 5 phút thôi là nguyên một cái hành lang không còn một bóng người, bởi vì học sinh đã đi vào đúng cái lớp mà họ cần đến. Không thấy một bóng người nào hết, chỉ còn có một mình Tom bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời, hối hả, nhiệt nhã, không biết mình sẽ làm gì ở ngôi trường này đây, không biết đường đi. Nhìn xung quanh cũng không thấy ai để mà hỏi, để chỉ đường hết các bạn. Hồi nãy kiểu như là tới chưa kịp trấn an tinh thần, nghe chuông vang cái mọi người tháo chạy. Đâu không biết gì luôn, mà Tom lại là một người nhút nhát rụt rè, không có dám kêu người này đứng lại để mà hỏi, và chỉ có một mình tự mò đường đi tới cái lớp học mới mà thôi. Tom cứ nhìn những cái bảng đường, có những cái bảng người ta sẽ để là ví dụ như phòng 101 rồi tới bao nhiêu là ở hành lang ở đây, thì Tom đi theo những cái chỉ dẫn như vậy. Khi mà Tom đi xuống một cái hành lang thì ở giữa những cái hành lang sẽ có một cái phân cách, đó là một cái cửa bằng gỗ, cửa đôi bằng gỗ như thế này nè các bạn, rồi mình sẽ mở ra và đi qua cái khu kế tiếp. Tom đi tới cái cửa bằng gỗ như vậy, mở cái cửa gỗ ra mà có cảm giác như là cái cửa này nó cũ lắm, đẩy một cái là cái tiếng cửa nó kêu có két, nó kêu nghe rất là creepy trong nguyên một cái hành lang của trường trống vắng. Và nó gần như là cái tiếng nó vang lại luôn á các bạn, nó ghê lắm. Khi mà Tom đẩy cái cửa gỗ đó và đi qua cái phần kế tiếp của trường học thì cái khúc đó lại là rất là lạ, là rất là cũ luôn. Cái đoạn hồi nãy á, Tom đi thì trường học bình thường, mới bình thường. Nhưng mà cái khúc này nè, đi tới hả, không khí á, nó hôi 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 nữa. Dạng như nó hôi cái mùi mà ẩm mốc lâu ngày á, cái mùi mốc mốc, ẩm ẩm ở trong không khí nó rất là khó chịu, và không khí đặc biệt âm u. Hành lang vẫn không có ai. Ở xung quanh á, cái hành lang đó là có một số cái tủ dành cho học sinh đựng đồ ở trong đó, và mỗi một học sinh có một cái tủ, mỗi người sẽ có một cái ổ khóa. Nhưng mà đặc biệt khi mà đi ngang qua cái tủ đó là tất cả những cái tủ đồ đều mở toang ra hết và không có cái gì ở trong đó hết. Thì Tom vẫn tiếp tục đi theo cái chỉ dẫn ở trên tường. Tom bắt đầu nhìn lên số phòng và thấy phòng số 100, rồi phòng số 101, là thấy đúng rồi đó, mình đi một chút nữa là tới 104, là rồi tới cái phòng mà mình cần tìm. Nhưng mà lạ một cái á, là đi ngang qua phòng 100 nè, 101, 102, 103, khi mà Tom nhìn vào bên trong không thấy ai ở trong đó hết. Lớp học trống que, không có ai học hết,
Tom cũng thắc mắc là ủa, lớp này là lớp gì mà tại sao lại trống đến như vậy, không có ai học hết. Mà không biết lát nữa lớp của mình có ai học hay không, hay có mình học nữa là chết luôn á. Cái Tom mới đi tới phòng 104, phòng dạy toán. Ở đằng trước phòng còn để là phòng dạy toán nữa. Tom nhìn vào bên trong thì thấy có đầy đủ học sinh ở trong đó học hết, và tất cả mọi người đã ngồi đầy hết ở trong đó rồi, chỉ còn dư có một vài chỗ thôi. Tom mới mở cửa đi vào. Có một cô giáo đứng ở trên bảng á, quay lưng lại và viết cái gì đó ở trên trên cái bảng. Bởi vì ngày đầu tiên đi học cho nên cô giáo sẽ ghi tên của cô, cũng như là ghi một số giới thiệu về cô giáo, và ghi một số đề bài về toán để cho học sinh giải nữa, ôn lại những kiến thức cũ. Khi mà Tom bước vào là đã thấy một số chữ ở trên bảng rồi, trong đó có tên của giáo viên, đó là một người cô giáo tên là Taylor. Khi Tom bước vào rất là e ngại, nhưng mà cũng nói xin lỗi cô là bởi vì Tom đã tới trễ. Tuy nhiên không có thấy cô giáo trả lời, cô ấy vẫn quay lưng về phía Tom và viết chữ lên trên bảng. Tom lúc này đỏ mặt luôn bởi vì ngại với các bạn mắc cỡ. Tom nhìn thấy có một cái ghế ở cuối lớp cho nên Tom lẻn đi qua cái ghế đó và ngồi học. Mà trong suốt cái quá trình Tom từ bên ngoài đi vào trong lớp đó, không ai ngó tới Tom hết, giống như là Tom là người vô hình vậy đó. Mà Tom cũng không quan tâm, không ngó lại càng mừng, tại để cho mình đỡ quê. Cái dòng mà ngại ngại là không thích người ta nhìn đâu. Thế là Tom ngồi đó và chép bài ở trên bảng, có cái gì thì chép xuống những cái đề bài và cố gắng giải. Mà giải không được bởi vì Tom rất là dở toán. Tom cứ ngồi đếm thời gian, cuối cái nguyên một suốt thời gian á, các bạn không dám nhìn lên trên luôn, cứ cúi gằm mặt xuống rồi cố gắng giả bộ giải bài toán, cũng không có để ý tới xung quanh. Nhưng mà khi mà nhìn lên, vô tình nhìn lên thì cũng thấy những bạn khác ngồi chăm chú học, nhìn lên đằng trước chứ cũng không có nhìn xung quanh, rất là nghiêm túc. Cứ như vậy thời gian chậm chậm trôi qua. Rồi đột nhiên tiếng chuông trường vang lên. Khi Tom nghe thấy tiếng chuông trường mới giật mình nhìn lại cái đồng hồ thì thấy lúc đó là 3 giờ chiều. 3 giờ chiều tức là lúc Tom đi học á là khoảng chừng 7 giờ sáng. Học chưa tới 3 giờ chiều. Ủa, Tom mới giật mình các bạn, Tom mới nói là ủa gì kỳ vậy? Tại vì một cái môn thì tầm khoảng chừng mấy tiếng thôi, làm gì mà học từ sáng cho tới chiều có một môn. Ủa, sáng cho tới chiều mình học có một môn ở trong đây rồi ta? Kỳ vậy? Cái Tom cũng không có để ý, nhìn lên thì thấy tất cả mọi người, bạn bè mang cặp sách vở đi ra bên ngoài đi về, cô giáo cũng rời đi rồi. Tom thế là cũng đứng dậy đi về thôi, đâu có biết làm gì đâu. Thì nghĩ là chắc là cái trường này thời khóa biểu hơi kỳ lạ một chút. Khi mà Tom đang đi trên hành lang lững thững đi về thì có tiếng người gọi Tom, gọi từ đằng xa là ê em đó, dừng lại nè, cho thầy hỏi. Thì khi mà Tom dừng lại thấy một người thầy ở trong trường, người thầy đó mới nói với Tom là em là học trò mới đã chuyển trường tới đây phải không, ngày hôm nay em đã đi đâu vậy, thầy kiếm em khắp nơi mà sao không thấy em cũng không tới lớp nữa. Tom mới nói là dạ cả ngày hôm nay em học ở trong lớp toán mà thầy. Thầy mới nói là tôi là người phụ trách dạy toán của em nè, mà tại sao không thấy em ở trong lớp, em đừng có cãi bừa cãi chối, không thấy em đã đi đâu. Tom lại một mực nói rằng không, hồi nãy rõ ràng em học ở lớp toán 104, cô Taylor mà, cô dạy tụi em là cô Taylor. Khi mà nghe tới đó thì sắc mặt của thầy bỗng thay đổi, trở nên giận dữ và nói với Tom rằng em nghĩ cái chuyện này là vui lắm hay sao, em đem ra đùa giỡn, không có vui nha, em nghĩ là vui nhưng mà nó không hề vui, bây giờ thì em phải đi khuất mắt tôi. Sau đó là ổng giận dữ ổng bỏ đi. Tom lúc này chỉ gãi đầu và nói là ủa, mình nói cái gì sai hả ta? Ủa, mình đâu có nói gì sai đâu, mình thấy sao mình nói vậy, hồi nãy rõ ràng là mình học trong lớp đó thì mình nói như vậy thôi, cũng không biết là tại sao nữa. Và Tom đi ra đón xe bus chạy về nhà, và vừa về tới nhà, về nhà ngay lập tức luôn, Tom lật đật lấy cái máy tính ra và tìm hiểu thông tin về cái lớp mà mình học. Khi mà Tom tìm hiểu thông tin về cái lớp và cái trường mà mình học á thì mới phát hiện ra một tin khủng khiếp. Vào nhiều năm trước đây, ở trong ngôi trường mà Tom học đã có một cái thảm án xảy ra. Có một tên bị điên khùng khùng, bị biến thái, nó bị bệnh hoạn đó. Nó đem súng vô trong trường và đem súng vào trong một cái lớp học, nã chết giáo viên ở trong đó, bắn chết giáo viên ở trong đó, sau đó là lấy cái súng đó bắn chết từng người học sinh ở trong cái lớp học đó. Khi mà Tom nhìn kỹ lại á, là trên cái bài báo đó còn có hình của tất cả những nạn nhân. Rõ ràng á, cái người giáo viên đang mỉm cười trên bài báo, người nạn nhân á, cái hình của người nạn nhân á đang mỉm cười trên bài báo là cái cô Taylor mà Tom đã gặp ở trong lớp học hồi sáng mà. Rồi tất cả những học sinh, có một số gương mặt Tom nhớ là Tom có thấy qua rồi ở trong lớp học hồi sáng. Và hơn thế nữa, khi mà đọc cái phòng lớp học thì phòng 104 lớp toán, đó là những nạn nhân đã chết thảm ở nhiều năm về trước. Khi mà đọc những cái tin đó, Tom vẫn không tin luôn á, kiểu như là rất là
sốc, cái phần vừa sốc vừa sợ nữa, rung lẩy bẩy luôn các bạn. Tự nhiên cái phát sốt luôn. Ăn uống xong xuôi là Tom đi lên giường nằm chùm mền ngủ mà vẫn không muốn tin những gì mà mình đã thấy và trải qua nguyên một cái buổi sáng. Nó quá là kỳ lạ đi. Nhưng mà rõ ràng là Tom không bị điên, rõ ràng là cái người Tom thấy ghi lên trên bảng là cô Taylor, rõ ràng là cái gương mặt của cái người nạn nhân ở trong cái bài báo đó, và những người bạn của Tom thấy ở trong lớp cũng như vậy. Mà Tom sợ lắm, qua ngày hôm sau không dám đi học luôn. Tom cứ phủ nhận là chắc là mình bị cái gì, chắc là mình bị cái gì đó. Nhưng mà cái hiện thực nó khiến cho Tom phải nhìn nhận là đúng là mình đã trải qua những cái sự việc kinh khủng đó. Đúng là mình đã đi vào lớp học ma. Thế là qua ngày hôm sau Tom không dám đi học. Trời ơi, ngày đầu tiên đi học ở trường mới, vô ngay lớp học ma, thú vị. Làm sao mà ngày hôm sau dám đi học nữa các bạn. Ngày hôm sau á, ba mẹ của Tom kêu Tom đi học, Tom không đi. Tom nói á, Tom mới kể hết tất cả những gì mà Tom trải qua. Ba mẹ không tin. Ba mẹ chỉ nghĩ là chắc là Tom sợ đi học cái môi trường mới, cho nên Tom nói như vậy để chuyển trường hoặc là chuyển về cái ngôi trường cũ. Tuy nhiên ban đầu là không tin, rồi ba mẹ Tom nói là thôi thì hôm nay nghỉ thì cho con ở nhà nghỉ. Nhưng mà nhiều ngày sau đó Tom vẫn một mực không đi là không đi, khóc lóc rồi nói là con không đi đâu, con không đi đâu. Một nói chung là sống chết cũng không bước ra khỏi cửa đi lên trường. Tom nói là đi tới trường khác học thì Tom đi, học trường đó Tom không đi. Cuối cùng thì ba mẹ bất lực đành phải chuyển trường cho Tom đi qua một cái ngôi trường khác. Thì qua trường khác á, không có gì xảy ra hết. Qua trường khác Tom đi học bình thường. Cứ như vậy thời gian trôi qua, Tom dần dần hy vọng là mình có thể quên hẳn đi cái sự kiện kinh khủng đó. Quên hẳn đi một cái buổi học, một ngày học luôn các bạn. Nguyên một cái ngày học ở trong cái lớp học ma luôn. Dần dần thì Tom nghĩ là cuối cùng thì Tom cũng có thể để mọi thứ vào quá khứ rồi. Và một ngày đẹp trời, lúc đó là Tom trưởng thành rồi, có một công việc làm ổn định rồi. Và Tom cũng nghĩ là tất cả mọi thứ đã là quá khứ. Thậm chí là Tom vẫn còn ngờ ngợ là chắc là lúc đó mình bị cái gì á, có thể là bị bệnh, bị sốt gì thôi. Kiểu như là mơ hồ, cũng không nhìn nhận, không biết được là có thật là như vậy hay không. Thì hôm đó Tom đi lấy thư. Ở trong cái đống thư đó có một cái bức thư, mà ở trong bức thư đó nó không có cái tem bưu điện, nó cũng không có địa chỉ của người gửi. Thì có thể là một người nào đó để biết cái hộp thư ở nhà Tom và đi tới để mà nhét cái bức thư đó vào, là đưa thẳng thư tay nhét vào trong cái thùng thư thôi. Chứ nếu mà là người đưa thư thì phải có tem của bưu điện thì mới đi gửi được, mới gửi được. Thì khi đó Tom thấy là gửi cho Tom, thì Tom mở ra đọc thôi. Khi mà mở ra đọc thì đó là thư mời họp lớp, lớp toán 104, cô Taylor. Trời ơi, lớp học, học có một ngày thôi mà cũng mời họp lớp. Nói chung là cái câu chuyện này đến đây là hết rồi đó các bạn. Nghe thì nó hơi rần rợn nhưng mà nó cũng hơi mắc cười á. Kiểu như là khi mà Tom đã quên hết tất cả mọi thứ thì tự nhiên nhận được cái thư lời mời họp lớp. Họp lớp, lớp ma, lớp học ma mà cũng họp lớp nữa. Và đó là hết câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ nhì mà Bob muốn kể cho các bạn nghe có tựa đề là cái cặp màu đỏ. Đây là một câu chuyện của một bạn 8 tuổi. Không phải là bạn đó 8 tuổi mà là khi mà xảy ra cái sự việc này là lúc bạn đó 8 tuổi. Và xảy ra ngay trong lớp học của bạn đó luôn. Câu chuyện này diễn ra ở Nhật Bản. Nhưng mà có thể đây là chỉ là một câu chuyện thôi, bởi vì được lấy cảm hứng từ một cái truyện tranh kinh dị. Bạn ấy kể rằng năm bạn ấy 8 tuổi, 8 tuổi là hình như học lớp 3 các bạn ha, ở trong một cái trường tiểu học. Bạn ấy nhớ rằng lúc đó có một người bạn nữ rất là dễ thương tên là Hako. Hako là một người rất là hòa đồng với tất cả mọi người, rất là gần gũi nữa. Gặp ai cũng nở một nụ cười rất là dễ thương luôn và rất là nhiều người thân với lại Hako. Mọi người đã quen với hình ảnh ngày nào cũng gặp Hako mỉm cười và nói chuyện với Hako. Tại vì bình thường là ai chơi với ai thì nhóm đó chơi với nhóm đó thôi. Riêng Hako hòa đồng đến độ quen hết gần như là tất cả những bạn trong lớp và chơi hết tất cả những người ở trong lớp luôn. Cho nên ai cũng thích Hako hết. Mọi người ngày nào cũng thấy Hako cười nói vui vẻ, rất là dễ thương, hòa đồng. Nhưng mà bỗng một hôm Hako không đi học nữa. Mọi người thắc mắc không biết là tại sao hôm nay Hako không đi học. Và bởi vì Hako rất là hòa đồng với tất cả mọi người cho nên ai cũng rất là lo lắng, nghĩ là chắc là bạn ấy bị bệnh, hy vọng là ngày mai bạn ấy sẽ đi học trở lại. Tuy nhiên qua ngày hôm sau cũng không thấy sự hiện diện trở lại của Hako. Cho đến tận một vài tuần sau cũng không thấy Hako đi học. Nếu mà khi mà hỏi thầy cô thì thầy cô cũng nói là em ấy chỉ không đến lớp thôi, cũng không biết nguyên nhân vì sao lại không đi học. Chắc có thể là do gia đình như thế nào đó cũng không biết. Một hôm nọ, bỗng nhiên bạn này cùng với một số người khác ở trong lớp phát hiện ra Hako đi vòng vòng ở trước cổng trường. Bình thường nha các bạn, Hako luôn luôn đi học mang theo một cái cặp màu đỏ
cái cặp mà các bạn, cái cặp to to mang ở trên lưng đi học cũng khá là to để đựng rất là nhiều sách vở ở trong đó. Bình thường Haco lúc nào cũng mang cái cặp màu đỏ đó hết. Thì bữa nay á, các bạn đó vẫn thấy Haco đi vòng vòng ở trước cổng trường, trên lưng vẫn mang cái cặp màu đỏ. Nhưng mà lần này Haco lạ lắm, cứ đi qua đi lại ở trước cổng trường nhưng mà lại không đi vào trong trường. Khi mà bạn này cùng với một số người khác đi tới coi như thế nào á, thì thấy gương mặt của Haco khác với mọi ngày, không phải là một gương mặt vui tươi mà một gương mặt rất là buồn bã, ánh mắt nó thảm lắm. Nói chung là ánh mắt rất là thảm, đặc biệt là làn da nhợt nhạt xanh xao. Khi này đột nhiên tiếng chuông vang lên và tất cả mọi người ùa chạy vào trong lớp, bởi vì không có ai muốn là phải đi học trễ vào lớp trễ đâu, sẽ bị phạt, cho nên mọi người đều chạy vào trong lớp. Thì nghĩ là ồ, chắc là Haco quay trở lại học rồi thì bạn ấy cũng sẽ quay trở lại vào trong lớp học thôi. Mọi người vào trong lớp học. Nhưng mà khi vào trong lớp học á, thì thấy cái bàn mà Haco hay ngồi vẫn trống. Không thấy Haco vào, mọi người mới thắc mắc là ủa, hồi nãy rõ ràng là thấy Haco đứng trước cổng trường, mà tất cả mọi người trong lớp luôn á, đa số là hết nửa lớp thấy rồi. Mọi người mới nói là mới nghĩ ở trong bụng thôi là hồi nãy thấy trước cổng trường đó, tưởng đâu là quay lại lớp học rồi, ai kè đâu, không vô lớp học luôn. Như vậy là bạn đó đi đâu được. Sau khi mà mọi người học xong rồi tới giờ ra chơi á, thì mọi người mới đi ra ngoài mua đồ ăn, ăn trưa, đúng đó là buổi trưa rồi. Khi mà ra ngoài á, thì nhìn ở giữa sân trường có một cái cặp màu đỏ. Khi mà mọi người tiến lại gần thì nhận ra rằng cái cặp đó là cái cặp của Haco, nhận ra ngay lập tức luôn. Mọi người nhìn xung quanh kiếm Haco thì không thấy Haco đâu hết. Thì các bạn ở trong lớp mới đem cái cặp đó để vào trong lớp học, để ở trên bàn của Haco. Mọi người chỉ nghĩ là chắc là Haco bỏ quên ở đó, mà nếu mà Haco cái cặp ở đây thì chắc là Haco vòng vòng ở trong trường thì cứ để trên bàn đó, một lát nữa có thể là vô giờ học thì bạn đó sẽ lại vào trong lớp học. Thì khi mà tiếng chuông vang và mọi người hết giờ ra chơi đi vào lớp học lại một lần nữa thì vẫn không thấy sự xuất hiện của Haco. Sau khi mà học xong, tất cả mọi người ra về thì cái cặp của Haco vẫn để nguyên ở trên bàn đó chứ không ai lấy hết, cứ để đó. Rồi qua ngày hôm sau khi bạn này đi học lại vào trong lớp vẫn thấy cái cặp ở trên đó, không ai tới lấy luôn. Mọi người vẫn cứ nghĩ là ủa, cứ thắc mắc là tại sao, không biết Haco ở đâu mà cái cặp ở đây. Không biết là chuyện gì xảy ra với Haco, bởi vì một cái khoảng thời gian quá dài bạn đó không có đi học. Có một bạn ở trong lớp rất là tò mò muốn biết là trong cái cặp đó chứa cái gì. Có thể là vào mình có thể tìm thấy một số thông tin nào của Haco, rồi mình có thể tìm kiếm Haco. Thì bạn nam đó mới đi tới mở cái giỏ của Haco ra, mở cái cặp ra. Khi mà bạn đó mở cái dây kéo ra thì bạn đó hoảng hồn la lên và quăng cái cặp ra một bên. Khi mà cái cặp rơi xuống đất là ở trong cái cặp rớt ra một cái đầu, nguyên một cái đầu của Haco các bạn lăn long lóc ở trên sàn, máu còn tạo thành một cái vệt dài theo hướng mà cái đầu lăn. Tất cả mọi người ở trong lớp đều chứng kiến cái cảnh đó, la hét quá trời, một cái khung cảnh hỗn loạn trong một lớp học. Trường tiểu học, trong một trường tiểu học mà các bạn nghĩ coi những đứa trẻ nó la khủng khiếp đến cỡ nào. Đứa thì la hét khủng khiếp và đứa thì ôm mặt khóc. Những bạn con trai rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng đứng khóc luôn. Quá kinh khủng mà, nguyên một cái đầu lăn ra mà còn lại cái đầu của một người bạn rất là dễ thương trong lớp nữa. Rồi những người bạn nữ là có nhiều người xỉu luôn, các bạn, những bạn nhỏ nhỏ có nhiều bạn xỉu trong lớp luôn. Thầy cô nghe trong lớp này la dữ quá, không biết chuyện gì xảy ra, liền tháo chạy xuống coi như thế nào. Khi mà chạy xuống là cả lớp nói: trời ơi cô ơi, cô ơi, cái đầu của Haco, Haco, cái đầu của Haco trong cái giỏ rớt ra. Thì khi mà bà cô mới tới bên nhìn á, thì bà chỉ thấy đó là một cái cặp bình thường, không thấy cái đầu gì đâu. Mấy đứa nhỏ này nó nói cái đầu gì đâu, có thấy cái gì đâu. Mọi người mới nhìn lại một lần nữa, tất cả những bạn học sinh ở trong lớp mới nhìn lại một lần nữa thì không thấy, rõ ràng là không thấy. Nhưng hồi nãy là cái lớp rất là đông người, mấy chục học sinh trong lớp, ai cũng thấy luôn á, chứ không phải là chỉ là một người hai người thấy đâu. Rồi thầy cô lại không tin, nghĩ là mấy đứa này nó quậy, nó làm chuyện này để mà phá thầy cô thôi. Nhưng mà rõ ràng trong lớp á có nhiều bạn nữ hả rất là ngoan, bình thường là không có quậy á, kiểu như là học sinh gương mẫu, là dạng những người thường là trong lớp sẽ có một bạn học sinh gương mẫu mà kiểu như là nói gì thì thầy cô cũng tin á. Thì có những cái bạn giống như vậy khóc lóc và nói rõ ràng là chuyện đó có xảy ra, và thậm chí có một số bạn xỉu thiệt luôn. Thì cái đó thầy cô mới ngờ mới quyết định á là liên lạc cái cô ở trong lớp á, mới tới liên lạc với thầy hiệu trưởng. Cô đó mới nhờ thầy hiệu trưởng liên lạc với lại ba mẹ của Haco xem coi là Haco như thế nào. Thầy hiệu trưởng sau đó thì có liên lạc với lại mẹ của Haco. Sau khi mà hỏi một số câu hỏi thì thầy cũng không có được một cái câu trả lời thích đáng. Cảm giác như là cái bà này bất kỳ lắm. Bà trả lời nói chung là cũng không biết là Haco ở đâu. Ông này ổng nghi nghi chuyện gì xảy ra rồi, cho nên ổng đã gọi cho cảnh sát. Ổng nói là ở trong trường của tôi có một học sinh không đến trường là vậy đó. Thì cảnh sát mới tới nhà của ba mẹ của Haco để mà điều tra. Khi mà tới điều tra thì có thám tử tư tới điều tra các bạn. Thì dĩ nhiên ban đầu hỏi á, thì bà nói là
con của bà bị mất tích không tìm ra. Dĩ nhiên là sinh nghi rồi, con của mình bị mất tích thì mình phải đi báo cảnh sát chứ, làm sao mà đợi cho cảnh sát tới nhà hỏi rồi mới nói, đúng không? Là mấy ông cảnh sát nghi và bắt đầu gặng hỏi và điều tra rồi nói đồ này nọ, thì được một khoảng thời gian sau đó mới điều tra được rằng ba mẹ của Haku đã ly dị. Bà mẹ bà có bạn trai mới, mà bạn trai của bà không có thích con nít, cho nên bà đã giết Haku. Sau khi giết xong rồi á, chặt xác của Haku ra rồi đem đi phân tán khắp nơi, đem đi dục và hủy xác để mà không có ai phát hiện. Lúc đó cảnh sát mới cho người đi tìm những cái phần còn sót lại của Haku. Bả trải ở dưới một cái bờ hồ á các bạn, thì mọi người mới lặn xuống dưới kiếm và ghép được nguyên một cái xác của Haku lại mang về để mà chôn cất, cũng như là bắt cái bà mẹ vô tâm đó, một không phải là dùng từ vô tâm nữa mà bắt một cái bà mẹ khủng khiếp, một cái bà mẹ điên khùng, một cái bà mẹ ác quỷ đó, bắt cái bà mẹ ác quỷ đó để cho bả ra pháp luật đền tội. Còn tất cả những người học sinh ở trong lớp của bạn Haku ai cũng không khỏi đau lòng, bởi vì Haku rất là dễ thương, là một người bạn rất tốt với tất cả mọi người. Kể từ khi mà hung thủ bị bắt, cái bàn mà Haku ngồi vẫn để trống và ở đó vẫn để cái cặp màu đỏ ở đó cho Haku, giống như là tượng trưng cho là Haku vẫn là một thành viên của lớp học. Và đặc biệt là ngày nào đi học cũng có một cái bình bông mới, một bình bông tươi để ở ngay cái bàn của Haku để mà tưởng nhớ đến Haku. Là một hành động rất là ấm áp để mà tưởng nhớ về một người bạn đã mất ở trong lớp. Và đó là hết câu chuyện thứ nhì của chúng ta. Hồn ma của Haku đã hiện lên để mà giống như là đưa đường chỉ lối, kêu cứu, với hy vọng là mọi người có thể đòi lại công đạo cho Haku, mọi người có thể đưa hung thủ đi ra vòng pháp luật. Và hung thủ chính là người mẹ của Haku. Thật ra đây chỉ là một câu chuyện được viết lại từ một cái truyện tranh kinh dị, hình như là truyện tranh kinh dị thôi các bạn. Bác chỉ biết đó là truyện tranh thôi chứ không biết nó có kinh dị hay không. Là truyện tranh Hideshi Hino. Tuy nhiên, nói về cái câu chuyện mà mẹ giết con bởi vì bạn trai mới của người mẹ không thích con á, không thích có con á, là có thiệt. Có thiệt nha các bạn, có bà mẹ biến thái đến mức độ như vậy. Kiểu như là bị khùng á, bị tâm thần hay sao á. Nói chung là sự việc này hình như là đã xảy ra rồi. Mà cái thời đó là cái vụ này cũng lớn lắm. Bắp cũng không nhớ rõ lắm nữa. Kể tới đây thì bắp sực nhớ tới cái vụ đã có xảy ra. Tương tự giống như vậy, đó là một việc rất là đáng buồn. Và đặc biệt là trong câu chuyện này, cảm thấy Haku là một cô bé rất là đáng thương. Và cảm nhận được một cái tình cảm đặc biệt mà cả một cái lớp học đoàn kết yêu thương với nhau. Khi mà Haku mất rồi thì mọi người đều mỗi ngày đặt một cái cành hoa lên trên bàn học của Haku. Là một tình cảm rất là tuyệt vời ở trong một cái lớp học. Câu chuyện hôm nay sao tự nhiên hôm nay có cái gì nó hơi buồn buồn ha. Chuyện kinh dị thì dĩ nhiên là đa phần chuyện kinh dị là một là sẽ kinh dị, hai là sẽ buồn, lâu lâu nó mới bựa thôi. Ok, và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.